Trường hợp các bác sĩ ở Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine rồi mà vẫn bị nhiễm thì được lý giải như thế nào ạ bác sĩ? Cái chuyện đây là vấn đề mà có chất thời sự khiến cho những người mà không có thấu hiểu lắm, có phần lo lắng và hoang mang. Nhưng ta biết rằng thật ra ở đời thì không có loại vaccine nào có hiệu quả 100% cả, loại tốt nhất hiệu quả trên 90% mà thôi. Đó là chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, một người được chủng vaccine đó, thì sẽ không hoàn toàn không có khả năng tránh được khả năng nhiễm bệnh đó đâu. Nhưng nếu mà đã được chủng ngừa rồi thì ta thấy rằng thứ nhất là ít bị hại bệnh này và giảm được nguy cơ lây lan của tử vong. Và các nghiên cứu gần đây của tại Bệnh viện Nhiệt đới chúng ta thấy rằng còn thấy một chuyện lý thú rằng là những người mà đã được, đồng nghiệp của chúng tôi ở Bệnh viện Nhiệt đới đã được chủng ngừa rồi thì thấy biểu hiện tâm trạng rất là nhẹ và thậm chí hoàn toàn không có triệu chứng mặc dù người ta đã nhiễm bệnh. Đó là cái lợi điểm cho những người không được chủng ngừa. Và về phương diện khoa học mà nói, chúng ta cho tải lượng virus ở trong cơ thể của những người này thì thấp hơn nhiều so với những người mà không được chủng ngừa. Thật ra khi mà tải lượng virus, từ số lượng virus xâm nhập và sinh sản tăng sinh trong cơ thể thấp thì đương nhiên cái mức độ tác các oai tác nói của nó đối với người bệnh và cái khả năng lây lan cho cộng đồng nó thấp hơn nhiều. Thật ra vì vậy chúng ta phải sự thấu đáo gì đó để chúng ta không hoang mang và không có liên quan tới cái tình hình vậy đó. Người dân đang rất quan tâm đến thông tin chủng biến thể Ấn Độ hay còn gọi là Delta có khả năng lây qua không gian, không khí. Theo bác sĩ, lý giải này là đúng hay không ạ? Người ta thấy rằng trước đây ở đây người ta cho rằng con mà SARS-CoV-2 đó nó lây nhiễm qua người này qua người kia qua nhiều con đường khác nhau hoặc qua đường tiếp xúc trực tiếp hoặc là gián tiếp từng qua các vật dụng hoặc bề mặt mặt bệnh hoặc là khi mà chúng ta tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh qua dịch tiết từ miệng và mũi của họ. Các loại dịch tiết này bao gồm chẳng hạn nước bọt, dịch tiết đường hấp hoặc các giọt bắn. Mà các dịch tiết này sẽ được xuất phát từ miệng và mũi của người bệnh khi họ ho và các nơi, rồi thậm chí khi nói và thậm chí hát gì cả karaoke như thế này bắn ra ngoài. Thật ra nếu mà trước đây đối với chủng cũ, nếu người tiếp xúc gần tức là sao, là trong phạm vi 1 mét thì có hoàn toàn có khả năng là nhiễm bởi các loại virus này đi ra. Bác sĩ giải thích về cơ chế lây lan của virus từ người sang người là như thế nào ạ? Và hiện nay đó thì với cái sự xuất hiện của các biến thể mà Delta có nguồn gốc và đầu tiên từ Ấn Độ, người ta còn cho rằng cái khả năng nó còn khả năng lây truyền qua không khí nữa. Và cái khoảng cách lây truyền của các loại này nó đã vượt quá cái ranh 1 mét như trước đây người ta tưởng và thậm chí vượt tới 2 mét là chuyện bình thường. Và trong một số báo cáo người ta thấy rằng có khả năng là lây lan cái trường hợp với khoảng cách tới là 10 mét. Thật ra vì vậy cái khả năng lây lan qua không khí của nó đối với cái chủng Delta này là hoàn toàn một chuyện mà người ta hoàn toàn có thể đáng lo ngại. Có điều một việc nữa mà chúng ta cần phải rất quan tâm là khả năng lây lan qua không khí của các loại biến thể Delta này nó lại càng mạnh hơn nếu như chúng ta sinh hoạt trong môi trường kín và đặc biệt chúng ta bật máy điều hòa thì chúng ta phải đóng cửa cửa và như thế là trong môi trường kín như thế thì khả năng lây lan do virus của nó rất là mạnh. Chúng ta sẽ phải hiểu điều này. Đang trong việc khuyến cáo mới hiện nay để phòng chống lây lan, chúng ta sẽ khuyến cáo là không nên đóng kín cửa và hạn chế sử dụng bật máy điều hòa. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo đánh giá trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư này, virus có khả năng đã lây qua nhiều chu kỳ, tức là vẫn còn nhiều F0 đang còn chưa được phát hiện ở trong cộng đồng. Bác sĩ có lời khuyên nào dành cho người dân giúp tránh hoang mang không ạ? Đúng là trong đợt dịch bùng phát lần này ở Thành phố Hồ Chí Minh là thật sự ai cũng đang lo ngại và vừa qua thì ban thành phố chúng ta phải tiếp tục kiểm tra các câu hỏi thêm là thứ nhất là 14 ngày nữa. Thì trong tình huống này đúng là chúng ta cần phải cảnh giác và cảnh tâm cao, nhưng mà chúng ta cũng tránh cái việc hoang mang và mỗi chúng ta phải biết cách bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng một cách tốt nhất, tốt cách. Tới nay đó, thì việc thực hiện 5K và tiêm vaccine và phòng chống COVID thì được xem là chiến lược tối ưu được khuyến cáo để áp dụng. Và bài học và nói thì thông điệp này đã giúp nhiều quốc gia trên thế giới
phòng chống hiệu quả. Nhưng tuy nhiên trong tình hình này, với cái sự bùng phát của dịch bệnh cũng như phát hiện các biến thể mới có khả năng lây lan mạnh nhanh sớm như Delta chẳng hạn, thì giải pháp 5K vẫn có giá trị cao. Nhưng lưu ý trong tình huống này chúng ta cần phải thực hiện đúng hơn nữa, nghiêm túc hơn nữa, nghiêm ngặt hơn nữa. Và cái khi chúng ta đã được chủng ngừa rồi thì chúng ta cũng phải áp dụng. Chúng tôi xin nhắc lại, khi chúng ta đã chủng ngừa rồi thì rất may mắn hiện tại một số người trong đặc biệt chúng tôi đã được chủng ngừa. Chúng ta đừng chủ quan, đã ta chủng ngừa rồi chúng ta không cần làm 5K. Ngay cả chúng ta phải được chủng ngừa rồi phải làm 5K, thậm chí là nghiêm ngặt hơn. Chẳng hạn như trước đây nếu cái việc giữ khoảng cách khoảng 1 mét là đủ, thì bây giờ người ta khuyến cáo phải giữ khoảng cách ít nhất là 2 mét. Cái thứ hai là không tụ tập đông người. Bây giờ chẳng hạn như khuyến cáo hiện thời là không nên tụ tập quá 3 người và 5 người, và thậm chí là trong phạm vi nơi làm việc và trong nhà mình. Đây là những nơi mà khả năng mà tập trung đông người thì khả năng lây lan bệnh rất là cao. Rồi ngoài những biện pháp hỗ trợ được nói ra trên thì hiện thời trong tình huống hiện nay người ta đã có một số khuyến cáo thêm, chẳng hạn như người ta khuyến cáo là nên tăng cường mở cửa thông thoáng nơi ở và nơi sinh hoạt. Chúng ta biết rằng đối với cái biến thể virus chẳng hạn Delta chẳng hạn, nó lại càng lây lan mạnh nếu chúng ta sống trong môi trường đóng kín cửa và sử dụng máy điều hòa. Đã bị vậy, việc mở cửa sẽ giúp nhà cửa ta thông thoáng, tạo nhiều dòng không khí đối lưu liên tục, từ đó ta sẽ giảm nhanh được tốc độ virus trong không khí và hạn chế sự lây lan của nó. Thì ngoài ra cái việc mở cửa sẽ giúp chúng ta đón nhận ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời đó sẽ làm cho không khí ấm và nóng lên một cách tự nhiên. Và trong môi trường nóng như thế này thì nó không thích hợp cho sự sinh trưởng của các loại virus, trong đó có SARS-CoV-2. Và đây là vấn đề chúng ta cần lưu ý hơn nữa trong cái giai đoạn